Xin được kính chào quý anh chị và tiếp tục hành trình du hí Nhật Bản. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cái quầy bán những đồ thủ công lưu niệm của Nhật Bản nha. Đây là những chiếc quạt. Đây là một chiếc quạt đạt ma này. Wow, cái này là bên gì đây? À, đây là chiếc quạt vẽ đơn giản thôi, rất là xinh. Có những cái chiếc bút. Bên kia cũng có quạt những cô gái gây xa, quạt đứng lớn nữa kìa. Rồi, chúng ta sẽ đi vào bên trong. Bên trong một chút xíu thì những cái đồ làm thủ công thôi. À, có tranh nữa nhá cả nhà, tranh ảnh. Và phía bên này thì chúng ta sẽ có, wow, đây là những chiếc chuông gió cả nhà ơi. Đây, mời cả nhà cùng lắng nghe tiếng chuông gió nha. Hình cái ngôi chùa cực kỳ đẹp này. Wow, tuyệt đẹp luôn, nhiều lắm cả nhà. Bên dưới này cũng là chuông gió này. Có bi gen này, sông trầm. Ồ, cái này có thể là bằng bạc không ta? Kiếm nữa nha cả nhà. Mình có thể coi ta. Ý, rút ra. Thôi, còn lần nữa, chúng ta sẽ lại quành sang bên này. Wow, bên này thì quá trời đồ Kutani. Wow, chúng ta sẽ đi vô bên trong này nhá. Cái đĩa Kutani đầu tiên này. Bộ 3 chiếc tô Kutani Thiên Hoàng. Một cặp bình rượu Kutani. Cặp ly đẹp quá. Cặp ly đúng đẹp luôn á. Rồi đây, chúng ta sẽ có thất phúc thần, 7 vị thần may mắn, sông trầm. Những chiếc sông trầm nhỏ nhá. Đây, sông trầm nhỏ này, sông trầm nhỏ cũng rất là xinh này. À, cái chuông này. Wow. Cái chuông này lát nữa mình sẽ hỏi nhá. Ấm tetsubin, cái này đẹp quá trời. Wow. Trời ơi, tuyệt đẹp luôn, dây nho trùm nho. Má ơi, xinh quá. Ấm này là thực trạng đã. Ý, cái này là cảnh XX này. Cảnh XX này rồi, ấm trà nhỏ này. Wow. Không thiếu đồ đạc gì hết cả nhà. Nhiều món sưu tầm quá. Em đến đây là thực sự chia sẻ với cả nhà là không khác gì là cá gặp nước rồi. Thế giới luôn. Hàng trăm gian hàng. Đây cũng có quạt geisha Nhật Bản này. Ấm trà này, tô này. Đấy, có cái tô mộc cũng đẹp này. Ấm trà đây rồi. Nhiều ấm trà quá. Có con toko, cái này là gì, banco đẹp quá này. Con banco chuyển đẹp luôn. Thôi, chúng ta đi xuống bên đây một chút xíu nhá. Wow, mời cả nhà cùng theo chân Tokyo Antique đi du hí Nhật Bản. Và giờ đây thì chúng ta sẽ quay ngay sang một cái quầy này. Với rất là, trước tiên là cái này là cái sừng của con nai. Chúng ta sẽ đến ấm Tetsubin. Nhưng cái này thì giá khoảng 500 đến 1 triệu, triệu mấy tùy cái. Cái này là Giao này, Giao này. Rồi, cái bình này là bình sát này. Wow, một cặp ly bách hoa, một chiếc ly bách hoa và một cái ly thi sĩ ở bên trong. Ê, cái bình thi sĩ bên này đẹp quá trời. Bình thi sĩ có hai cái ly viết chữ luôn. Quay đây coi. Trời ơi, tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Rồi, ở đây có một cặp ly Kutani gấm nữa này. Quá là đã. Bên này cũng rất là nhiều đồ. Trời ơi, phải nói luôn là thế giới cả nhà ơi. Bên này thì có các món đồ thờ nhá. Có tượng này. Tượng Quan Âm. Anh chị nào có nhu cầu sưu tầm tượng Quan Âm đang cầm bình nước thì anh chị có thể cùng sưu tầm với em nha. Thôi, video dài rồi, em xin được tạm kết tại đây. Và hẹn gặp lại quý anh chị cùng hành trình du hí Nhật Bản với gốm Nhật Toki nha. Bye bye cả nhà.